Tổng Trọng mất, Tô cười, chính lo, vì sao lại như vậy? Báo chí chưa chính thức thông báo về cái chết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì họ đã công bố nhiệm vụ mới cho ông Tô Lâm. Rõ ràng báo chí cũng thức thời thông báo phần liên quan đến ông Tô Lâm trước khi thông báo cái chết của ông Tổng Bí thư. Việc công bố quyền hạn mới có nhiều mục đích, trong đó có mục đích đe dọa phần còn lại trong đảng. Hãy liệu mắn ở trò phải đạo. Việc gom hết quyền lực của ông Tổng để lại khiến cho Tô Lâm trở thành nhân vật đứng đầu của Ban Bí thư và Bộ Chính trị. Lâu nay Ban Bí thư là thành trì chống lại Tô Lâm, thì giờ đây Tô Lâm lại nắm quyền điều khiển ban này. Rồi đây Tô Lâm sẽ sắp xếp lại Ban Bí thư theo ý của ông ta. Nguyễn Duy Ngọc, một trong hai đệ tử ruột của Tô Lâm, vào văn phòng Trung ương Đảng chưa bao lâu thì đã tái hợp với sếp cũ ngay tại cơ quan mới này. Khi Tô Lâm thay Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư, ông sẽ cùng Nguyễn Duy Ngọc ra tay dọn cỏ, loại bỏ những thành phần không thuộc hệ sinh thái quyền lực của phe Hưng Yên. Thời kỳ đỉnh cao quyền lực, ông Trọng nắm trong tay cả Ban Bí thư và Bộ Công an. Ban Bí thư xử lý kỷ luật về mặt đảng và Bộ Công an xử lý về mặt pháp luật. Giờ đây Tô Lâm đang có cơ hội tái dựng lại sức mạnh mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nắm giữ. Ngoài vai trò đứng đầu Ban Bí thư, ông Tô Lâm còn kế thừa vị trí Bí thư Quân ủy Trung ương và vị trí trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 14. Việc nắm chức Bí thư Quân ủy Trung ương sẽ đem lại cơ hội rất lớn cho Tô Lâm để ngăn chặn liên minh giữa Phan Văn Giang và Phạm Minh Chính. Với vai trò là người đứng đầu của Bộ Quốc phòng về mặt đảng, Tô Lâm không thể không để mắt tới ý đồ của Phan Văn Giang và Phạm Minh Chính phía sau lưng mình. Có thể nói Tô Lâm chưa bao giờ gặp thuận lợi như bây giờ. Nguyễn Phú Trọng chết để lại cả một gia tài đổ sộ, mà gia tài đó nay đã nằm gọn trong tay của Tô Lâm. Tuy nhiên, cái chết của ông Trọng khiến Tô Lâm cười bao nhiêu thì nó cũng khiến cho Phạm Minh Chính lo lắng bấy nhiêu. Trước đây, để đối phó với Nguyễn Phú Trọng và Ban Bí thư, Tô Lâm cần liên minh với Phạm Minh Chính để mà chống lại những kẻ thù rất mạnh. Nhưng giờ đây, đối thủ mạnh không còn nữa thì cũng chẳng có lý do gì để Tô Lâm phải tiếp tục liên minh với Phạm Minh Chính. Bởi lúc này mà liên minh với ông Chính thì để chống lại ai đây? Hay là để cho Phạm Minh Chính có thời gian mà ủ mưu hay sao? Tuy nhóm Hưng Yên đang mạnh nhất, nhưng nhóm này vẫn chỉ mới có một ủy viên Bộ Chính trị. Với vai trò là Tổng Bí thư, Tô Lâm khó bỏ qua cơ hội đưa Lương Tam Quang và Trần Lưu Quang vào Bộ Chính trị. Lương Tam Quang vào Bộ Chính trị sẽ chắp thêm cánh cho sức mạnh của Tô Lâm, còn Trần Lưu Quang vào Bộ Chính trị sẽ là sự đe dọa không nhỏ với chiếc ghế Thủ tướng Chính phủ của ông Phạm Minh Chính đang nắm giữ. Hiện nay Phạm Minh Chính đang bị kẹt bởi thế lực của Tô Lâm. Trong Bộ Chính trị, Phạm Minh Chính bị đặt ở dưới đối với Tô Lâm. Còn trong Chính phủ, Phạm Minh Chính bị đặt vào thế dưới của người của Tô Lâm, ngồi kèm bên cạnh, rất khó để Phạm Minh Chính có đất dụng võ trong trường hợp này. Cái chết của ông Trọng sẽ khiến cho nhiều kế hoạch của Tô Lâm được đẩy nhanh tiến độ. Sẽ có nhiều dự định mà Tô Lâm có thể thực hiện được sớm hơn, chứ không phải đợi đến đại hội lần thứ 14. Việc Đinh Tiến Dũng ngã ngựa và Nguyễn Phú Trọng chết khiến như Bộ Chính trị giờ chỉ còn có 14 người, thiếu hụt 4 người so với đầu nhiệm kỳ. Sắp tới đây rất có thể không những Lương Tam Quang và Trần Lưu Quang vào Bộ Chính trị mà Nguyễn Duy Ngọc cũng có thể về đích sớm hơn dự kiến. Khi đó Phạm Minh Chính sẽ rơi vào tình thế tứ bề thọ địch, rất khó có thể tồn tại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tổng Trọng mất, Tô Lâm cười, Phạm Minh Chính thì lo, vì sao lại như vậy? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de. Công lao Tổng Trọng cho Đảng hay cho dân? Chính quyền đã thông báo chính thức về việc ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Trên mạng xã hội thì có rất nhiều ý kiến trái chiều về con người của ông. Ngay cả một số ngòi bút thường phê bình chế độ một cách thẳng thắn cũng bày tỏ sự kính trọng với ông. Nhiều người tỏ lòng tiếc thương và cho rằng công và tội của ông để lịch sử phán xét. Đây là một cách nói mang tính tránh né hơn là nhận xét công tâm. Tất nhiên công và tội của ông Trọng
không thể thoát khỏi sự phán xét của lịch sử, nhưng câu hỏi đặt ra là lịch sử nào đã phán xét? Hiện nay, lịch sử Việt Nam đang bị viết bởi Đảng Cộng sản, và tất nhiên họ luôn tô hồng cho mọi thành tích của giới lãnh đạo Cộng sản, cho dù họ vẫn ngầm mâu thuẫn với nhau. Bất kể ông nào dù gây ra tội ác đến đâu, thì qua lăng kính của lịch sử do Cộng sản viết nên cũng đều có công lao trời bể. Ví dụ như chính sách cải cách ruộng đất do Hồ Chí Minh triển khai đã làm chết 172.000 đồng bào vô tội, nhưng lịch sử của bên thắng cuộc nào có ghi? Có thể hiểu lịch sử đúng nghĩa là phải lịch sử hậu Cộng sản do những nhà nghiên cứu lịch sử trong tương lai sẽ viết lại. Tuy nhiên, không biết đến bao giờ thì Đảng Cộng sản mới sụp đổ, và đến lúc đó những dữ liệu về Tổng Trọng có còn được lưu giữ đầy đủ hay không? Hay đã bị thất thoát, bị tiêu hủy hoặc bị mai một bởi chế độ của Đảng Cộng sản vốn có thói quen tốt khoe, xấu chè? Nên những tư liệu ấy cho thấy sự xấu xa, họ sẽ không thể để cho nó tồn tại. Điều dễ nhận ra nhất ở con người của Tổng Trọng đó là ông là một người Cộng sản trung kiên, và có lẽ là người cuối cùng trong Đảng Cộng sản còn tin vào mớ học thuyết sai lầm của các Marx Lenin và cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên chính trường, ông là người đa mưu, túc trí, đã khiến cho không ít đối thủ phải ngã ngựa và từ giã sự nghiệp chính trị của họ. Tuy nhiên, ở khía cạnh khoa học chính trị, ông là một người ngây thơ. Ông không đủ trí tuệ để nhận thấy mớ lý thuyết kia độc hại đến nhường nào. Đấy chính là bi kịch lớn nhất của đất nước Việt Nam. Ông Trọng đã chống tham nhũng một cách nhiệt tình, điều này được cả phía xu nịnh bên phê phán chế độ thừa nhận. Tuy nhiên, nhiệt tình của ông cộng với sự thiếu vắng trí tuệ đã khiến ông chống tham nhũng một cách không định hướng. Và thực tế đã cho thấy sau khi lò của ông bùng cháy mạnh thì tham nhũng cũng nổi lên nhiều hơn. Lớp này bị đốt thì lớp khác lại trồi lên thay thế, cứ như sóng biển xô vào bờ vậy, không bao giờ hết được. Có thể nói ông Trọng là người Cộng sản hiếm hoi có được nhiều cảm tình từ các thành phần khác nhau trong xã hội. Sau ông chắc chắn sẽ không còn ai được như vậy. Có thể nói ông là hàng hiếm trong đảng, mặc dù ông cũng dính đến sai phạm trong quá khứ khi còn là bí thư thành ủy Hà Nội. Tuy nhiên sai phạm ấy được đánh giá là xảy ra đã lâu và không kinh khủng bằng giới lãnh đạo hiện nay tại Việt Nam. Những gì ông đã làm hơn rất nhiều những người xung quanh ông. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là những gì ông làm có lợi cho đảng của ông hay cho nhân dân hay không? Để trả lời câu hỏi này cần đặt tiếp câu hỏi dân có được lợi ích cụ thể nào trong công cuộc đốt lò của ông Tổng hay không? Khi lò đang cháy, dân có thoát khỏi trò chấn lột của bộ máy chính quyền ngay cả trong lúc đại dịch Covid đang bùng phát đỉnh điểm hay không? Dân có hết bị cướp đất, có được trả lại đất đã bị cướp hay không? Và dân có được hưởng giá điện, giá xăng hợp lý hay không? Dân có thoát khỏi siêu cao thuế nặng hay không? Sao chính quyền vẫn xây tượng đài, cổng chào, ngàn tỷ tràn lan mà bỏ bê việc xây trường học, xây bệnh viện? Và còn rất nhiều câu hỏi xoáy vào việc dân được gì thì sẽ lòi ra ngay câu trả lời. Nhờ ông mà Đảng Cộng sản có được một huyền thoại nữa để ru ngủ toàn dân, và dựa vào đó họ tha hồ móc túi dân để mà đánh chén no nề. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin công lao Tổng Trọng cho đảng hay cho dân đây. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.